Đừng mang đá đặt nặng trong tâm. Muộn phiền từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn một cuộc đời không phiền muộn, hãy học theo 7 bài học của ông bà xưa. Thứ nhất, hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tị. Đố kỵ sẽ khiến cho tâm hồn bạn nhiều buồn phiền. Sao không thử mừng thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ chân thành? Không chỉ giúp tâm bình an, lấy cái tốt của người khác làm gương, còn khiến bạn dễ dàng phấn đấu học tập theo người khác. Đố kỵ chỉ làm cho bạn thêm nặng lòng, tâm không lúc nào yên bình. Thậm chí vì đố kỵ, con người có thể biến chất, hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Thứ hai, suy nghĩ sẽ định hình con người bạn. Suy nghĩ luôn luôn có tác động rất lớn đến nỗi chúng ta nghĩ như thế nào thì dần dần con người mình cũng thành thế ấy. Bạn nghĩ bạn không làm được, chắc chắn bạn sẽ không làm được. Còn nếu nghĩ mình sẽ thành công thì bạn sẽ có được thành công, vì tự bản thân bạn sẽ biết cách nào tạo nên điều đó. Tương tự như thế, chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống cũng ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng sẽ có khả năng biến mọi thứ bạn gặp trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. Thứ ba, tức giận là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị phỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Trong cuộc sống sẽ có nhiều thời điểm mà bạn sẽ tức giận, cáu gắt với người khác. Nhưng sự tức giận đó có thể làm hại chính bản thân mình. Vì thế, đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận. Đừng thốt ra bất kỳ lời cay nghiệt nào. Người xưa thường nói, giận quá mất khôn là rất chính xác. Bạn có thể thốt ra những lời rất kinh khủng khi bạn tức giận. Lúc đó, bạn có thể làm tổn thương người khác mà không hề hay biết. Thứ tư, sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Bạn luôn tìm kiếm sự thanh tịnh từ những yếu tố bên ngoài. Một nơi vắng vẻ, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng thực sự là thanh tịnh chỉ xuất phát từ chính bản thân bạn mà thôi. Nếu tâm của bạn bớt sân si, bớt ganh đua, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Thứ năm, biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ. Một điều thật hiển nhiên là chiến thắng bản thân còn khó khăn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục chính mình chính là cửa ải khó khăn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu về chính bản thân mình thông qua các phương pháp thiền định, hiểu được bản thân mình thích gì và cần phải làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Thứ sáu, nhân từ với mọi người. Nhân từ là luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, kính trọng người già, đồng cảm với người cùng khổ, độ lượng với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Hãy nhân từ vì biết đâu một ngày nào đó bạn cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh giống như họ. Đừng chỉ trích người khác. Người giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhìn người bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp. Tâm can bạn sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác. Thứ bảy, mọi việc tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình. Còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình.
Trong tình yêu cũng vậy. Bạn có thể cố gắng theo đuổi, nhưng có lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn. Cho đi và cho đi. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế. Đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ. Rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui, họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn, ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây? Bạn ạ, cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết. Có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi. Và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây. Bạn càng tính toán thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén. Bạn cho đi mà tâm bạn không tỉnh, khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình. Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau, âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người. Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa, cũng chẳng có lý lẽ. Có hay chăng, một là bạn nhận được hạnh phúc, không thì bạn nhận được sự chán chường đau khổ. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người. Đời người như dòng sông, như cuộc sống hòa tan với thời gian, luôn trôi đi, không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy chính là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới. Hãy cứ cho, hãy còn cho mãi, mai ta đi, nào kịp vẫy tay chào.